Trong ngày đầu tuần 22 tháng 7, tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức tưởng niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân. Tại lễ chào cờ đầu tuần, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Cán bộ mặt trận các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ luôn nhớ và thực hành những lời căn dặn của đồng chí về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nghiên cứu cuốn sách phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, là cẩm nang lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay để vận dụng vào thực tiễn. Hơn lúc nào hết, cán bộ mặt trận tại thành phố Hồ Chí Minh nhớ về những lời phát biểu chí tình, chí nghĩa, sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư đối với những người làm công tác mặt trận, đoàn thể. Cũng trong ngày đầu tuần 22 tháng 7, quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4 tổ chức lễ chào cờ đầu tuần và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự lễ chào cờ có các đồng chí thường trực quận ủy, Ban Thường vụ quận ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính quận 4. Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy quận 4 đã giới thiệu bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi nghe bài viết, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính quận 4 đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước. Cùng ngày, Đảng ủy, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đã tổ chức tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đảng ủy, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trong lễ chào cờ tại Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, toàn thể cán bộ, công nhân viên cũng đã dành phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kể chuyện về tấm gương đạo đức của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người dân đã đến chùa để dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi lời thương tiếc và tiễn biệt đến với nhà lãnh tụ của dân tộc. Theo ghi nhận của phóng viên, nơi dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm ngay sau chánh điện của chùa Vĩnh Nghiêm. Tại đây, di ảnh Tổng Bí thư được đặt trên bàn thờ tự, xung quanh là hàng trăm đóa hoa cúc vàng để đón người dân đến tiễn đưa người lãnh tụ một đời vì nước, vì dân. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang, diễn ra ngày 25 tháng 7 và 26 tháng 7. Theo quy định về quốc tang, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Tuy chưa đến ngày quốc tang, nhưng tại Hà Nội, nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà dân, rạp hát, rạp chiếu phim cũng đồng loạt treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các màn hình tại các tòa nhà, trung tâm thương mại, sảnh chung cư cũng hiển thị nội dung tưởng nhớ nhà lãnh đạo xuất sắc. Tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, nhìn ra hồ Hoàng Kiếm, hai hàng cờ Tổ quốc đã được treo rủ với băng tang đen nghiêm trang. Nhiều du khách nước ngoài được hướng dẫn viên chia sẻ về tình cảm của người dân Việt Nam với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân. Lúc 15 giờ ngày 22 tháng 7, các cán bộ của Bộ Thông tin Truyền thông đã tiến hành treo cờ rủ trước cổng cơ quan bộ. Các cơ quan lớn trên địa bàn Hà Nội như Trung ương Đoàn, Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đồng loạt treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các nhà hát trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có thông báo tạm dừng biểu diễn trong dịp này. Rạp chiếu phim Tháng 8, phố Hàng Bài,
quận Hoàn Kiếm cũng treo cờ rủ và thông báo tạm dừng chiếu phim từ ngày 22 tháng 7 đến hết ngày 26 tháng 7. Để bày tỏ sự kính trọng cùng niềm tiếc thương sâu sắc đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội cũng treo cờ rủ sớm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Anh Sơn, chủ cơ sở kinh doanh đồ uống 18 Hàng Bài cho biết, sau khi nhận được thông báo chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã treo cờ rủ ngay để tưởng nhớ. Nhiều quán cà phê vẫn kinh doanh nhưng ngừng phát các chương trình âm nhạc như thường lệ. Phố Hàng Bông bày bán rất nhiều cờ tổ quốc cùng dải băng đen phục vụ người dân tưởng niệm. Một nhân viên bán hàng cho biết, rất nhiều khách đến hỏi mua cờ cùng băng đen. Giá bán cờ cùng băng đen đang được cửa hàng bán 70.000 đồng một bộ. Một người dân đang mua cờ cùng băng đen tại cửa hàng trên phố Hàng Bông cho biết, tôi rất kính trọng và tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì tất cả những gì ông đã làm cho đất nước, dân tộc Việt Nam, để Việt Nam có được vị thế như ngày hôm nay. Nhiều màn hình lớn đặt tại các trung tâm thương mại, tòa nhà lớn tại thủ đô như Tràng Tiền Plaza, tòa nhà 75 Tràng Thi, cửa Nam đang phát bộ phim tài liệu mới nhất mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân vừa thực hiện. Những hình ảnh đẹp về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các sự kiện lớn của đất nước, các sự kiện ngoại giao quốc tế và cả những hình ảnh của đồng chí trong đời thường đã gây xúc động mạnh cho người dân.